Tiếp theo là đến phần ghép cái giao diện này, đến cái phần ảnh mua hàng này nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục ở đây, nó sẽ là đây 6, tôi sẽ tiếp bài hôm trước. Rồi, chúng ta vẫn có cái content này, clear fix này, đây rồi. Chúng ta sẽ cho thêm vào cái đoạn này. Đấy, cho thêm vào đoạn này. Hoặc là nếu không thì các bạn thôi cho đấy được. À, chúng ta sẽ có content, chúng ta sẽ có chấm này. List product này. Lớn hơn item. Nhân 6 lớn hơn img cộng với add to cart cộng với tên cộng với cái thằng này. Thì trong cái item đấy của chúng ta nó sẽ có ảnh này, có một cái add to cart này, có một cái hai cái bên phải bên trái, một cái là tên một cái là giá. Thì chúng ta sẽ có ảnh là một, add to cart là hai, cái này là ba, cái này là bốn. Ok, chúng ta sẽ có bốn thành phần. Thì chúng ta sẽ item ở đây rồi. Máy này làm sao nhỉ? Điên thế. Rồi. À, thì chúng ta sẽ có ở đây là img cộng một cái span để cho add to cart. Span chấm add to cart. Add to cart viết này đúng nhỉ? À, RT chứ. Add to cart img rồi này. Span add to cart này cộng với lại một cái là giá này, cộng với lại tên sản phẩm. Chúng ta sẽ có ở đây là span chấm pronames cộng span chấm price tab, ngon chưa? À, thì khi đấy chúng ta sẽ có 6 cái div. Đây. Đấy, đây. Có nhiều cách. Một là các bạn viết tắt như thế này. Đấy, tôi cắt lại cái phần này nhé để tí chúng ta sử dụng lại hay tí viết sau. Đây, tôi muốn sẽ tạo ra một cái div là chấm list product này. Trong list product này chúng ta sẽ có một cái chấm item này. Đấy, trong này chúng ta sẽ có một cái img này. Trong img này thì chúng ta lại có một cái span cho cái chúng ta di chuột vào để nó lên cái add to cart này. Đấy, thì chúng ta sẽ có là add to cart này. Được chưa? Đó. Sau đấy thì đến cái phần tên và giá. Thì chúng ta sẽ có hai cái thằng span nữa. Span chấm cái này là pronames. Đấy. Và một cái là chấm price. Cái này là span như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ phải nhân thằng này lên làm 6 lần. Nhưng mà tôi không thích viết kiểu này. Làm phát này cho nhanh. Đấy, nhầm rồi. Như nào nhỉ? Như nào nhỉ? Chấm list pro lớn hơn item nhân 6 lớn hơn img cộng span chấm add to cart cộng
span chấm pronames cộng span chấm price giá. Ơ nhầm. Cái chỗ này hơi nhầm tí. Item nhân 6. Đúng rồi. Bên trong này sẽ có thằng này. Tại sao nó lại sai nhỉ? À rồi. Thiếu ở đây. Nhầm phát là hỏng ngay. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có 6 cái thành phần này. Không? Với lẽ chúng ta chỉ in ra được một thôi. Thì bây giờ chúng ta logic ở trong đầu có rồi. Thì chúng ta sẽ sinh ra được thành phần nó như thế này. Đấy. Đúng chưa? Đủ 6 cái không? Đấy. Khi mà chúng ta đã xác định được là chúng ta cần phải bao nhiêu cái thẻ, cái cụm thẻ HTML như thế này, thì chúng ta tính ở trong đầu và chúng ta tap cho nó phát thôi. Thế là nó ra. Còn ở trong này thì tôi sẽ cho lần lượt vào đây. Ấn A, ấn giữ ANT để tích chuột. Tí chúng ta chỉ việc thay đổi mỗi cái tên thôi nhé. Rồi, IMG. À gì nhỉ? Image cộng P1. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ có ở đây là P2. Cứ thế mà giải quyết thôi. P3 P4 trừ điểm danh. P5 P6. Đấy. Và bây giờ là chúng ta show màn hình lên thôi. Đây. Đấy. Cái chỗ này chúng ta đang bị lẫn item này. Item này, nhìn không? Đấy, item và đây cũng có item, thế nên là nó mới cho chúng ta cái ô tô khuyến mãi nó vào đây. Vậy thì chúng ta check lại xem là cái phần item đấy chúng ta viết như thế nào. Ủa, sao ấn mãi không được? Thì chúng ta vào CSS index tìm đến cái mục item content đây, nó đang bị lòi ra như thế này, thế nên là nó sẽ lẫn vào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chúng ta sửa. Đây, item này nó sẽ nằm trong class block 1. Đấy, nó nằm trong class block 1. Thì chúng ta sẽ cho vào đây là item chấm block 1. Rồi. Khi đấy chúng ta sẽ vào lại ở đây này. Đấy, nó sẽ mất đi, nhìn thấy không? Nó không lẫn nữa. Còn bây giờ chúng ta mới quay ra, chúng ta format cái item đấy. Chúng ta cũng lại có item, nhưng chúng ta không phải là item của block 1 nữa. Đây, chúng ta sẽ phải làm hết vào đây. Chết rồi, nhầm rồi. Copy. Cứ chỗ nào chúng ta có item này thì chúng ta sẽ cho vào. Đấy. Để nó không bị lẫn. Hình dung không? Rồi. Block 1 thế rồi. Để xem nó có gì thay đổi không. Đấy. Dở rồi. Thằng này này xuống. Thì chúng ta sẽ phải sửa lại tí. Ơ. Chán quá cái máy này. Rồi. Cái chỗ mà nó đang. Item block 1. P. Nó có một cái lasted đây. Lasted này. Đấy, lasted thì nó cũng phải nằm trong cái block 1 thì nó mới giải quyết được vấn đề. Rồi. Được chưa? Fix rồi. Bây giờ đến tất cả những thằng này. Thì đầu tiên chúng ta cần phải xem thằng này nó cách cái phần norem, cái text này là bao nhiêu này. Đấy, thì chúng ta sẽ kẻ vào đây. Bao nhiêu? 98. Cho nó bằng 100 cho chẵn. Cứ bịa thế nhá. Tức là cái thằng Lead Pro này nó phải cách thằng này là 100.
thì chúng ta sẽ có được cái thông tin đấy. Đây, rồi bây giờ chúng ta có cái Lead Pro. Đấy, chúng ta có này. Chấm Lead Pro. Được chưa? Cho padding 100px0. Khi đấy chúng ta quay về thằng này. Đấy, cách chưa? Cách rồi. Bây giờ đến các thành phần item này. Nó sẽ thẳng hàng với nhau theo chiều ngang và mỗi một hàng là 3 cái. Và đồng thời chúng ta kiểm tra nữa. À đây rồi, ok. Thì chúng ta sẽ có này, Lead Pro Item. Đấy, chúng ta thấy nhá, đều là item nhưng item nằm trong Lead Pro nó khác với lại item nằm trong block 1. Rồi, chúng ta có một cái chiều rộng này. Phải có chiều rộng nhé. Vào đây xem chiều rộng là bao nhiêu. Chúng ta Ctrl H lên đi. Nào, Ctrl H. Ơ. Rồi. Để xem chiều rộng này là bao nhiêu. Ấn M. Từ đây sang đây. 350. Khoảng cách giữa hai ô 30. Ok. Chúng ta sẽ có width bằng 350px. Margin right 30px. Và chúng ta cũng có Lead Pro latitude. Đấy. Thì margin right bằng 0. Rồi. Thằng latitude này chúng ta sẽ fix nó vào ở cứ 3 cái, 1 2 3 latitude. Latitude. Đồng thời item này chúng ta cho float left. Khi đấy chúng ta sẽ hiển thị nó thẳng hàng. Rồi, đấy, thằng này nó chạy xuống đây rồi nó chết. Kiểm tra phần tử. Spec này. Đây rồi. Chúng ta có item. Đấy. Thằng này tụt xuống thì chúng ta sẽ giảm cái 30 để đi một chút xem nó như nào. Giảm nữa xuống. Đây. Ngon rồi đấy. Ok, margin right. Rồi. Item margin right. Tại sao thằng này nó không chạy ta? Thằng đầu tiên đâu? Đây. Need pro item. Phát bằng nap. Item. Có gì đó sai sai các thanh niên ạ. Ok, đợi tí. Rồi. Need pro. Ồ. Hai class này lồng nhau à? Này có chết tôi không ấy. Đang thừa. Đây. Thừa thằng này. Bây giờ bôi đen toàn bộ nó. Cho ra ngoài. Rồi ok. Đây, đang phải làm lại nhá. Lead Pro này. Cái máy này cái tab cái nó chạy loạn xì ngậu lên thế nào. Rồi, Lead Pro item. Sai gì nhỉ? Lead Pro padding này. Rồi. Sao đây nó không nhận? Lead Pro deep cung cấp này. Để xem nào. Đây 6. Hả? Need Pro viết thường này. Ây da. Thế có chết người không? Rồi. Need Pro này. Đấy. Item này.
Rồi. Item 1 này. Item 2 này. Item 3 này. Item này nát tực. Margin right bằng 0. Thằng này đang bị dính. Margin bằng 30 này. Ấy à. Ấy à. Sao nó lại bị như thế này nhỉ? Rồi. Xử lý này. Item. Giảm con này xuống một chút. Này đang bị đè lên các bạn ạ. Compute này 20 này. Rồi sao thằng này nó lại ra 30 nhỉ? Item này nó không nhận luôn thằng này này. Item lát này. Tem này 1 này 2 này. Ba này, mẹ sao thằng này, à trời, thằng này đang dính cái last tịch này của thằng đây 40, mặt dậy thế chứ đi. Không, đấy, thằng này đang bị dính cái thằng last tịch này. Để tìm nhá, nó nằm ở đây này, list pronated này, chúng ta đang bị dính một cái lasted ở đây này, block này, còn chỗ nào đấy một cái lasted nữa, đấy, cái chỗ này chúng ta đang đặt tên nó giống nhau quá, thế nên là nó bị hẹp. Bây giờ chúng ta sẽ có item pro, pronated pro. Đấy. Cái này dành cho product. Chúng ta có item pro. Latest pro. Rồi. Tự nó ăn. Được chưa? Không cần phải sửa gì cả. Rồi sau đấy thì là cái hàng trên hàng dưới này nó cũng sẽ phải làm sao cách nhau ra. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đây? Xử lý item. Item này pro này, chúng ta sẽ có margin bottom. Item pro. Đây. Chúng ta có margin bottom xem là bao nhiêu nhé. Đấy. Để biết được cái margin bottom đấy, chúng ta sẽ kích vào đây. Thằng này là 41. Cho 41 đi. Từ đây đến đây bằng bao nhiêu? 80 à, thế thì cho nó rơi vào khoảng 40. Bịa ra thế. Tầm bằng 40 px. Rồi. Khi đấy nó sẽ ra được như thế này. Được chưa? Công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là add to cart. Làm cái add to cart thì chúng ta có item pro này, add to cart này. Đâu nhỉ? Đây. Đấy. Chúng ta sẽ có add to cart. Làm sao để xử lý này? Add to cart. Rồi. Đây. Thì cái đầu tiên của cái add to cart này chúng ta sẽ làm sao? Màu này đúng không? Màu này nó là màu gì thì chúng ta sẽ có như sau. Tích chuột vào đây. Đây là add to cart này.
đây BG này. Đấy giả. Rồi. Cái này là màu gì đây? Opacity bằng bao nhiêu đây? À, đấy, property. Đây. Opacity là 80. Đấy, cho lên 100 đi. Cho lên 100 xem nó là màu gì. 100 rồi. Đây, màu này. Rồi, chỗ này là 80. Đấy. Ấn F12. Ok. Chúng ta sẽ có class AutoCAD này. List pro chấm add to cart này, background color này, được chưa? Add to cart. Rồi sau đây chúng ta có width này bằng 100%, lúc nào cũng bằng 100%. Sau đấy chúng ta có height, chiều cao này bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ có M, giữ chuột vào đây kéo xuống 80. Chúng ta có 80px. Rồi. Đấy. Thêm một cái nữa, thuộc tính nữa là display block. Đấy. Display block nó sẽ ra được như thế này. Được không? Chúng ta có add to cart này. Đấy. Add to cart này chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là text align center. Rồi. Text transform uppercase. Uppercase. Còn phông, phông thì chúng ta sẽ có phông như thế nào đây? Phông này. Đấy, regular. Phông regular thì làm nào? Copy. Đấy, regular. Color, cái chỗ này đáng lý ra phải cho vào thẻ A thôi, kệ nó, cho vào đây đã. Color 123. Vì cái này là cái nút mà. Đấy. Xong rồi. À, còn cỡ nữa. Cỡ 16. Đây này, nhìn vào đây này. Đấy, 16. Thì chúng ta sẽ có phông size. Phông size ở đây là 16px. Để xem là nó ra chưa. Đấy. Sau đấy thì cho cái thằng add to cart này tôi sẽ cho vào trong thẻ A nhé thì nó mới chuẩn. Rồi, add to cart này, background này. Cho đây là thẻ A thì nó sẽ chuẩn hơn. Đấy. AutoCAD này và text decoration bằng none. Rồi. Đấy. Sau đấy chúng ta cái thằng thẻ A này thì chắc là cái này viết bằng 100 hay bằng 80 cho thằng này. Cắt. Đấy. Và thằng này thì nó phải như thế này. Rồi. Ok. Sau đó là đến đoạn padding. Padding chỗ này là 30px.
không. Căn ở giữa chưa? Sau đấy thì cho thằng này là opacity. Rồi. Opacity 0.8 để cho nó mờ đi. Rồi bây giờ cho thằng này đặt lên trên này. Thì khi đấy đối tượng item pro ta có position relative thằng này position absolute đấy, để xem nó ra như nào. Rồi absolute này, sau đấy là thằng này vẫn phải display block đấy. Bây giờ absolute này nó sẽ phải là absolute này. Top bằng 50px xem nó ra như nào đã thì tính tiếp. Đấy, 50 này, cái này cho tụt xuống. Đây. Kiểm tra span, đây top đây. Tăng lên. Phải làm chi tiết trau chuốt từng cái một thì nó mới ra được. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, cái chỗ này nó sẽ là 395. Cái này là làm amateur nhá, chứ không phải làm chuẩn đâu. Đầu tiên các bạn phải làm được cái này đã, 395 page. Và bây giờ làm sao? Mặc định là nó ẩn đi, khi nào di chuột vào thì nó mới nổi lên. Đấy, nó phải ẩn đi, sau khi nào di chuột vào nó mới nổi lên. Thì mặc định của cái thằng add to cart này, chúng ta có visibility hay là hidden, ẩn đi luôn. Khi nào di chuột vào cái đối tượng nào đấy thì nó mới nổi lên. Thì chúng ta di chuột vào cái gì? Di chuột vào cái item pro này. Đấy. Khi item pro 2.hover. À, thằng này hover thì cái gì? Thì lớn hơn. Đấy, lớn hơn. Pro hover thì cái thằng này lớn hơn. Need pro add to cart. Đấy. Nó sẽ là visibility bằng visible. Để xem đúng không? À, di chuột vào thằng này hover. À, thằng này sao không có hover? Thằng này hover. Cứ như này đã xem nào. Đây, hover này. Thì cursor pointer. Xem nó ra cái gì đã. Đấy. Rồi, khi thằng này hover rồi thì lớn hơn thằng này. Pro add to cart. Không lên. Quả này làm kiểu gì đây? Đi fix cái này sau để giải quyết được hết các trường hợp đã. Rồi, ẩn đi.
ẩn đi này. Rồi, tiếp theo là đến cái phần nào? Tiếp theo đến phần nào nhỉ? Text này và text này. Chúng ta sẽ cho vào đây là một cái rồi. Gplate bone. Gplate này. Chúng ta sẽ cho vào đây là cái tên của nó này. Đấy, tôi fix hết vào đây nhá, cùng một tên nhá, tí các bạn tự đổi. Rồi. Chỗ này. Đấy. Cho vào $30. Rồi để xem lên như nào đấy nhá. Đây rồi. Đó. Chúng ta sẽ làm tiếp một cái phần nữa. Đó là span pronames và price. Đây. Được chưa? Chúng ta có float left display block. Đấy. Rồi thì font family bold màu. Được chưa? Đấy. Width 50%. Đấy, 50%. Thằng này nó sẽ phải làm gì đây? Hay làm sao nhỉ? Nó phải ở bên tay tay này. Ok. Rồi. Sau đấy chúng ta có padding trên dưới là 15px phải trái bằng 0. Đấy. Cho to lên tí nữa. To ra thằng này chắc phải tầm 25. Rồi. Và thêm một cái trường hợp nữa. Đó là text right. Đấy. Text align bằng right. Cho cái gì? Cho cái giá này. Đó. Ngon chưa? Đấy. Thế là chúng ta đã xong được cái phần show sản phẩm. Đây. Được chưa? Show sản phẩm. Đấy, còn cái đoạn ở dưới này với cái footer tí nữa chúng ta giải quyết tiếp.